Liên quan đến thảm họa tàu thám hiểm Titan nổ tung khi khám phá đáy Đại Tây Dương, theo các chuyên gia, nguyên nhân của sự việc là vỏ chiếc máy lặn làm bằng sợi carbon đã không chịu nổi áp suất nước cực lớn ở độ sâu này nên bị ép nổ co sập. 5 người đi trên chiếc máy lặn đã tử vong lập tức mà không hề kịp nhận ra mối hiểm họa đang đến, vì vụ nổ diễn ra cực nhanh chứ không phải bị ép bẹp rúng từ từ như trong phim ảnh. Có lẽ sẽ không tìm được thi thể các nạn nhân vì sức nước sẽ ép thân xác vỡ vụn. Được biết, máy lặn Titan của hãng Ocean Gate Expeditions có kích thước dài 6,7m, ngang 2,8m và cao 2,5m, nặng 10 tấn. Nó có lớp vỏ dày 10cm làm bằng sợi carbon, khung bằng thép titanium, được lái bằng bộ điều khiển của máy chơi game PlayStation trị giá $30, không có hệ thống lái hoàn chỉnh như các máy lặn cao cấp. Mặc dù việc đóng chiếc Titan có áp dụng một số công nghệ mới, nhưng các công nghệ này chưa được kiểm chứng về độ an toàn và tin cậy. Titan cũng không được các cơ quan an toàn hàng hải quốc tế cũng như của Mỹ kiểm tra và cấp chứng nhận an toàn. Đáng nói, các thông số kỹ thuật bất ổn của tàu lặn đã được cựu giám đốc hoạt động hàng hải của Ocean Gate, ông David Lowcrest cảnh báo. Titan không có các bộ cảm biến kiểm tra thời gian thực kết cấu vỏ tàu, mà chỉ gắn cảm ứng âm thanh phát hiện tiếng nứt vỡ. Điều này rất nguy hiểm vì khi nghe tiếng nứt là vỏ tàu sắp vỡ. Cửa kính chỉ chịu được áp suất nước ở độ sâu 1,4 km chứ không chịu nổi áp suất ở độ sâu 4 km, không có các hệ thống an toàn dự phòng. Tuy nhiên đáp lại là quyết định sa thải, đồng thời bị CEO của Ocean Gate kiện ra tòa vì cho rằng Lowcrest tiết lộ bí mật công nghệ và làm mất uy tín hãng.